Thưa quý vị và các bạn, người đàn ông chăn bò trong bức ảnh này đang sống những ngày tháng thanh thản, an yên trên một cồn cát biệt lập, nơi được mệnh danh là hòn đảo bí hiểm giữa sông Hồng. Nhìn ông với cái đầu trọc và tướng mạo giang hồ, mới đầu ai cũng e dè. Vì vậy mà rất ai biết được là cuộc đời của con người này ẩn chứa bao câu chuyện ly kỳ, với một câu chuyện là khiến ai nghe qua cũng phải nổi gai ốc, lạnh sống lưng. Vậy đây là Dũng Trọc, nhân vật của câu chuyện sau bức ảnh chúng tôi sẽ mang đến ngày hôm nay. Dũng Trọc là biệt danh nhiều người gọi ông Nguyễn Văn Dũng, quê ở Nhật Tân, Hà Nội. Từ nhỏ, ông đã nổi tiếng là bơi lội, giỏi nhất vùng. Cuộc đời gắn với sông nước đã đưa đẩy ông đến với công việc mà lúc nãy Ngọc Mai có nói là nghe qua cũng đã đủ khiến cho những người yếu bóng vía phải trùng mình quảng sợ. Năm nay gần 50 tuổi, ông Dũng Trọc đã có hơn 30 năm vớt xác người trên sông Hồng. Có người kể, hồi nhỏ, ông suýt chút nữa chết vì bị nạn giữa sông. Trong cơn mê lúc thập tử nhất sinh, ông nghe như có ai nói, giờ người này cứu ông thì sau này ông phải cứu lại người khác. Vậy là từ đó, ông tâm niệm mình phải làm việc thiện để cứu người. Cũng có người kể, năm 13 tuổi, trong một lần chăn trâu ngoài bãi sông, phát hiện hai xác chết lập lờ trên mặt nước, ông vội lao xuống kéo lên bờ. Từ đó, rồi bóng công việc không ai dám làm này dần vào thân. Chưa nghe chính nhân vật kể bao giờ, nên những câu chuyện vừa rồi chỉ là giai thoại. Nhưng sự thật, có một người đàn ông bằng xương bằng thịt, được nhiều người gọi là Nghĩa Hiệp Sông Hồng. Nghĩa Hiệp Sông Hồng, âu cũng là cái tên bất đắc dĩ phải dựng vào thân. Bởi chắc hẳn khi cứu người hay vớt xác, ông Dũng đâu nghĩ đến chuyện được ai đó ghi ơn. Cũng bởi công việc kỳ lạ này chẳng có niềm vui mà chỉ có toàn nỗi buồn. Và với ông Dũng, đây là việc mà ông luôn muốn được bỏ và thất nghiệp. Tai nạn, đắm thuyền, tự tử, nguyên nhân nào cũng gây đau đớn và ám ảnh. Đến giờ, hình ảnh vụ đắm đò thảm khốc nhất ở xã Phú Thượng mùa lũ năm 1995-1996 vẫn chưa phai mờ trong tâm trí ông Dũng. Năm ấy, giữa đêm đông lạnh buốt, một mình ông bơi xuống sông, kéo hàng chục xác người lên bờ suốt từ khuya đến tận sáng hôm sau. Đến giờ, không thể nào nhớ hết, nhưng một mình ông đã vớt được hàng trăm xác người không may mắn. Không biết chữ, mỗi lần vớt được xác, ông lại đánh dấu bằng một vạch ngang trên cột nhà. Nhiều lần được người thân nạn nhân nhờ đi tìm người mất tích, ông lại bỏ việc nhà đi giúp. Xong việc, ai gửi tiền hậu tạ, ông cũng lắc đầu từ chối. Còn có rất nhiều nạn nhân vô danh được ông bỏ tiền túi ra lo chôn cất tại một nghĩa địa gần bờ sông. Mỗi nấm mộ không tên mọc lên là một lần ông trùng xuống vì thương cảm một kiếp người. Mình làm việc cốt để cái phúc cho con cháu sau này, chứ lấy tiền của người ta thì sẽ không thể tiếp tục làm được công việc này được nữa. May mắn thay, những nạn nhân đuối nước trôi sông cũng ít dần. Vui nhất có lẽ là ông Dũng Trọc, bởi từ lúc bắt đầu, ông đã mong mình được bỏ nghề thất nghiệp. Bởi khi đó, thêm nhiều người đã được sống bình an. Thêm một người sống bình an là bớt đi một phận đời kết thúc trong ngỡ ngàng, đau đớn của những người thân còn ở lại. Dị nhân sông Hồng vớt xác mấy chục năm, rốt cuộc cũng chỉ mong có vậy. Thưa quý vị, công việc của ông Nguyễn Văn Dũng kể ra là ngàn người có một. Nó không chỉ cho thấy cái tâm của người đàn ông nghĩa hiệp, mà còn khiến cho chúng ta nghĩ nhiều hơn về giá trị của cuộc sống và trân trọng hơn sinh mạng của con người.